Ý trời đã định, bốn con giáp mua ngay kết sắt định tiền cực kỳ giàu có vào 6 tháng cuối năm âm lịch năm 2024. À, xin chào quý vị và các bạn hữu duyên đã đến với kênh Đạo sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Quý vị thân mến, à, trong cuộc sống thì giàu sang, phú quý, 100 tỷ cầm tay, nhà lầu xe xị, con cái thành đạt, gia đình thì hạnh phúc, có được quyền cao chức trọng, lại không phải lo nghĩ gì thì có lẽ là cái mong ước của tất cả mọi người À, tất cả chúng ta bằng một cách nào đó thì đều đang nỗ lực hòa vào cái vòng quay của cuộc sống để giành lấy những cái điều mà mình hằng mong muốn từ những người sinh ra đã nằm trên đống tiền tắm trong cái biển vàng đã giàu lại muốn giàu hơn cho tới những cái người mà nghèo khó túng thiếu đang phải vật lộn với cái cuộc sống giành giật từng đồng tiền để lo cho miếng cơm manh áo tích cốt từng đồng sống qua ngày đoạn tháng được bữa nào thì hay bữa đó À, có gia đình vì quá nghèo khổ họ đành phải gửi lại con cái để đi làm ăn xa mong cho con cái sau này sẽ có cuộc sống được đủ đầy không phải chạy vạy cực khổ như cha mẹ chúng nữa thế nhưng thật bất ngờ một ngày họ lại được thần Phật che chở may mắn gặp được cái ý trời có được cái cơ hội đổi đời phát tài chỉ trong trước mắt à, giàu sang may mắn nó cứ lũ lượt kéo đến như thác đổ quét sạch cái nợ nần và xui xẻo từ trước đến nay. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2024 nó giáp thìn, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học đã chỉ ra rằng có bốn con giáp có số cực đỏ, sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, kéo theo cơn mưa tiền bạc nó tràn ngập. Đấy, mùi tiền thì cứ sực nức, hút hết tiền bạc của thiên hạ vào túi, thổi bay nợ nần, nghèo đói trước đây, đổi đời một cách ngoạn mục. Để biết được bốn con giáp này là bốn con giáp nào, mà cụ thể là những tuổi nào đấy họ có được cái vận may nào vận may ra sao làm thế nào để đón được cái ý trời nhanh nhất xin mời quý vị và các bạn cùng tử thông cùng luận giải chi tiết ngay sau đây à, thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên gặp được cái vận may tài lộc trong 6 tháng cuối năm 2024 ấy, thì nó chính là những người tuổi dậu quý vị thân mến à, những người tuổi dậu nếu như bạn là những người tuổi dậu thì sự nghiệp của các bạn sẽ có những cái bước đột phá và phát triển vượt bậc trong 6 tháng cuối năm 2024 nó giáp thìn nhờ đó mà có tiền để trả bớt nợ nần và có thể là gì có những cái giấc ngủ ngon vào ban đêm à, tuy vất vả nhưng mà hoàn toàn là bình an đỡ mệt hơn rất nhiều so với thời gian trước đó à, cho dù các bạn đang đang phải làm công việc gì đấy chăng nữa thì cái thời điểm 6 tháng cuối năm cũng là lúc mà quý vị cũng sẽ đối mặt với những cái cơ hội và những cái thách thức lớn Bên cạnh những cái thử thách thì các bạn có thể gặp được những cái người mang mệnh quý nhân đến giúp đỡ. Điều này sẽ mang lại cái sự trợ giúp đắc lực cho bản mệnh đó. À, thưa quý vị, năm 2023 năm Quý Mão thì được coi là một cái năm thể hiện một bước lùi đấy, tức là những khó khăn những cái trở ngại. Đúng không Trong 6 tháng đầu năm thì cái vận thế của những người tuổi tuổi rộng bắt đầu là được phất lên đấy. Nhưng mà từ sau 6 tháng cuối năm trở đi ấy, thì đương số sẽ có cái sự nhảy vọt gấp nhiều lần, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm. Vận trình thì hay không được nhiều cái cắt tinh nó chiếu mệnh, công việc làm ăn thì ngày càng thuận lợi. À, tiền bạc thì cũng sẽ được gia tăng. À, có thể nói công sức bỏ ra bao nhiêu ấy, thì đều được đền đáp xứng đáng, thậm chí là gì được x lên mấy lần nữa, gặt hái được những thành quả tốt lành đến đến với mình. Nói chung ấy, trong thời gian này thì công việc có những cái bước phát triển rõ rệt. À, bản mệnh sẽ giữ được cái đầu lạnh cái sự bình tĩnh và cái sự tỉnh táo sáng suốt nên thường là những người mà đầu tiên nắm bắt được các cơ hội đem về những cái lợi nhuận lợi ích cho bản thân và tất cả tập thể nữa những người làm lãnh đạo thì cũng đưa ra được những cái quyết sách đúng đắn chính xác giúp tập thể tìm ra cái hướng đi mới thoát khỏi những cái lối mòn trước đây thu về nhiều cái thành công rực rỡ bên cạnh đó công việc nó hành thông thuận lợi tất nhiên là cái tài khí trong năm nó cũng khá là mạnh công việc nó thuận lợi kéo theo cái tài lộc cũng gia tăng thậm chí trong thời gian 6 tháng cuối năm ấy còn có nhiều lộc về kinh doanh buôn bán hoặc là các khoản tiền tạo được tăng lương tăng thưởng với những người làm kinh tế thì các bạn cũng đã khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường nên là có lượng khách hàng đông đảo không sợ đối thủ cạnh tranh chơi xấu còn về mặt tình cảm ấy thì nói chung trong thời gian này thì cũng có tốt cũng có xấu khuyên những người tuổi dậu nên nghiêm túc và chân thành khi mà đến với những người khác à, khi đến với người khác như vậy thì quý vị mới duy trì được cái mối quan hệ được bền lâu ngoài ra các bạn cũng không nên nghe theo lời của những người khác kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm với những người mà đã lập gia đình thì quý vị hãy giữ khoảng cách đúng mực với những người khác dưới để tránh những cái mâu thuẫn khiến cho tan cửa nát nhà đúng không ạ bên cạnh đó cái dịp sáu tháng cuối năm này thì sức khỏe của những người tuổi dậu cũng duy trì ở cái mức độ ổn định khá là tốt thậm chí một vài người còn chữa được tận gốc những cái căn bệnh mãn tính và khiến mình phải phiền lòng bận tâm trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị hãy luôn giữ cái chế độ sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể chất mỗi ngày để luôn được khỏe mạnh quý vị nhé. Trong thời gian này thì cái vận may về tiền bạc cũng rất là xuân sẻ và cái sự giàu có sẽ tiếp tục chảy vào túi của những người tuổi dậu. Đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm ấy, chỉ cần quý vị khiêm tốn, chăm chỉ thì các bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng và cuối năm thì sẽ giàu lên trông thấy. Vậy nên để gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi dậu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi dậu tiếp theo con sắp may mắn thứ hai mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị không ai khác đó chính là những người tuổi tý những chú chuột à, thưa quý vị À, những người tuổi Tý là những người luôn kiên định và thực dụng trong cuộc sống và trong công việc. Họ luôn có thể đạt được cái mục tiêu của mình từng bước một, đặc biệt là khi có nợ đứng đằng sau thúc đẩy. Đó. Đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm ấy, thì những người tuổi Tý cũng bớt nợ nần hơn. Nên là cái phần 6 tháng cuối năm này, quý vị cũng dễ xoay tiền để trả sạch nợ nần sau một đêm. Cơ hội làm ăn thì có thừa, nên là các bạn cũng không cần phải quá cảm thấy là mệt mỏi khi mà trả nợ. Chỉ là thiết thoảng hơi mệt một chút, quý vị cũng sẽ gì có được những thành quả như ý. À, trong thời gian này, cái sự kiên nhẫn và cái công sức của quý vị bỏ ra trong suốt thời gian trước đó cũng sẽ được đền đáp xứng đáng và các bạn có khả năng đạt được những kết quả khả quan đấy dù kiếm tiền ở trong bất kỳ lĩnh vực nào đi chăng nữa. Bên cạnh đó, trong 6 tháng cuối năm thì cái vận trình của những người tuổi Tý cũng có những cái bước khởi sắc trong thấy, đó, à, xua tan đi không ít cái mây mở để đón những cái bình minh tươi sáng tình trạng xa suốt của năm ngoái thì gần như là cũng không còn đã bớt đi rất là nhiều phần à, cái vận khí của bản mệnh tuy chưa được thực sự là thăng hoa nhưng mà cũng được coi là ổn định à, không có quá nhiều cái thăng trầm nhưng cũng gì đôi khi cũng thiếu đi sự đột phá nếu quý vị không biết nắm bắt lại cơ hội à, quý vị cần phải cẩn trọng chú ý quản, quản lý cái bản thân à, nâng cao cái năng lực và cân bằng cái cuộc sống và cái công việc thì mới có thể cải thiện được cái vận trình của mình Bên cạnh đó, trong năm thì được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ và càng về cuối năm thì cái vận khí nó càng mạnh. Nên là gì? Nó có thể hóa giải được phần nào cái suy xẻo của cái hạn tam tai. À, dù vậy, những người tuổi Tý vẫn nên à, có cái sự thận trọng, không nên chủ quan trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đó. Bên cạnh đó, nói chung là công việc sự nghiệp của vận mệnh trong thời gian này ấy, thì cũng có những điểm sáng đáng kể. Dù thách thức nó vẫn còn nhưng cũng không phải là không có những cái cách xử lý các bạn đã cố gắng điều chỉnh cái tâm lý và dần dần thích ứng với cái nhịp điệu cũng như là cái sự thay đổi của năm nay cơ hội đến không ít chỉ cần quý vị biết nắm bắt và phát huy thì sẽ thu được cho mình những lợi nhuận nhất định đó à, chỉ cần quý vị tập trung vào cái lợi thế của bản thân và có sự tính toán kỹ lưỡng chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được không ít cái thành tựu lớn lao bên cạnh đó công việc nó hay thông thuận lợi diễn biến thành lộc thì cũng gặp nhiều cái tín hiệu đáng mừng đó à, cũng như hàng loạt các cát tinh nó chiếu mệnh cái việc kiếm tiền cũng khá là xuân sẻ cũng được những người khác giúp đỡ nên là làm ăn thì có lời có lãi dù vậy những người tuổi tý vẫn cần phải chú tâm chú ý đến cái tâm trạng thất thường đừng có vì những cái chuyện lặt vặt vặt vãnh mà nóng nảy cáu gắt kẻo lại phá hỏng những mối quan hệ hợp tác có lợi đang có đồng thời à, chú ý đến cái việc giao tiếp với mọi người tránh những cái mâu thuẫn và những cái xung đột không cần thiết do vì những hiểu lầm nó gây ra À, bên cạnh đó trong thời gian này thì vận trình tình duyên gia đạo thì cũng có ít có những cái sự biến động các mối quan hệ lứa đôi và tình cảm vợ chồng thì cũng bình lặng ít sóng gió đó cũng có thể coi là một cái điều đáng mừng à, những người độc thân thì có một vài cơ hội tình cảm nhờ cái sức hút tăng vọt của mình tuy nhiên quý vị cũng nên cẩn thận kẻ bị lừa gạt về mặt tình cảm nhé bên cạnh đó trong cái thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi tí nói chung là trong năm cuối của năm tam tai lại có một vài cái hung tinh nó tác động nên là những người tuổi tí vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình một cách cẩn thận. Rèn luyện tùy sức, sinh hoạt phải khoa học và điều độ để giữ gìn sức khỏe. À bên cạnh đó, các bạn cũng nên chú ý khi mà đi lại tránh va vấp và những cái tai nạn không đáng có. À thưa quý vị, à, những cái vận khí của cuộc đời nó thăng trầm bất định, dù trong cái tốt nó vẫn tiềm ẩn những cái nguy cơ. Vì vậy mà những người tuổi tí làm gì thì cũng cần phải nhìn trước ngó sau, tránh hành động theo cái cảm tính, kéo mà gì à, gặp phải những rắc rối trong cuộc sống vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn để tăng cường cái vận quý nhân thì những người tuổi tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để mà trợ mệnh ngũ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi tý đó là con giáp may mắn thứ hai Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong 6 tháng cuối năm thì không ai khác đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, nói chung ấy, các cụ có câu là gì? Người khôn ngoan sẽ tạo ra của cải. Thì đây đây là câu nói dành cho những người tuổi dần. Trong cái thời gian là 6 tháng cuối năm 2024, vận số của các bạn tốt hơn những người khác rất là nhiều. Vì thế, không nên lấy làm lạ khi mà các bạn ấy nằm trong top những con giáp trả sạch nợ nần trong 6 tháng cuối năm. Đấy những người tuổi dần sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong cái thời gian này khi mà quý vị chủ động nhiệt tình bản mệnh lại là những người thông minh hóm hỉnh có tố chất lãnh đạo và có thể thu hút cái sự chú ý của nhiều người tuy nhiên với sự xuất hiện của một vài cái hung tinh nó xuất hiện trong thời gian này cũng khuyên những người tuổi dần cẩn thận trong vấn đề giao tiếp vì rất dễ xảy ra những hiểu lầm những cái căng thẳng với đồng nghiệp trực giác của những người tuổi dần trong thời gian này cũng không thực sự nhạy bén và chính xác lắm trong sáu tháng cuối năm thì cái nguồn năng lượng dồi dào nó sẽ lại gì quay trở lại giúp cho quý những người tuổi dần ấy đủ tự tin để nói lên những cái ý kiến cá nhân mà bấy lâu nay mình đã kìm nén. À, thời gian này cũng không phù hợp để quý vị thử thách làm cái điều gì đó thực sự là bùng nổ và mới mẻ. À, các bạn nên tập trung vào cái giai đoạn trau dồi kiến thức cho mình. À, có những cái việc dù các bạn không thích à, nhưng mà kiên nhẫn khám phá các bạn cũng sẽ nhận ra những cái điều hay ho thú vị mà nó mang lại cho các bạn. À, trong thời gian này thì những người tuổi dần cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ hỗ trợ của quý nhân nhờ thế mà các bạn cũng sẽ nhận được nhiều cái cơ hội và nhiều cái nguồn lực Đấy. giúp ích cho cái sự nghiệp của mình sau này à, nói chung ấy những người làm công ăn lương thì cũng có được cơ hội để được tăng thưởng tăng lương Đấy. do đó quý vị hãy tập trung khai thác cái cơ hội đang có đừng có lãng phí cái nguồn lực của mình bên cạnh đó lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa Vậy nên nó cho thấy cũng có nhiều cái cơ hội tiền bạc nó chảy vào túi của những người tuổi dần trong 6 tháng cuối năm. Nếu như mà có những con giáp này chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng để nắm bắt cơ hội đến với mình ấy. Bằng cái sức lao động và cái sự chăm chỉ, nhiều người đã tạo ra những cái 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 cơ ngơi đáng kể, lại bạc tỷ cầm tay, nhà rộng xe sang, đất đai thì nhiều vô kể. Đồng thời, có những người tuổi dần còn thu hút tài lộc nhiều đến mức mà cũng có thể là có được nhiều của cái tiền bạc và cảm thấy như là gì cá gặp nước thăng tiến giàu có là một cái giấc mơ không xa đối với những người tuổi dần nói chung trong 6 tháng cuối năm ấy thì cái vận trình tình cảm của quý vị cũng hơi nhàn nhò một chút à, đôi khi xa mặt thì cách lòng các cụ nói không có sai đâu đã gây ra cái sự lạnh nhạt trong các mối quan hệ tình cảm của những người tuổi dần vậy nên trong thời gian này thì quý vị ngay khi có cơ hội gặp gỡ thì quý vị nên dành toàn thời gian cho nửa kia của mình để gì để thể hiện cái sự quan tâm và cái sự chân thành nếu không ấy à, các bạn quá tập trung vào công việc và và sự nghiệp ấy sẽ có thể gây ra những cái căng thẳng hiểu lầm không đáng có từ đó à, thì sẽ dễ dẫn đến sự bế tắc đó vì vậy từ khóa dành cho những người từ dần trong cái thời gian này là gì giờ nào việc đấy điều đó có nghĩa là gì khi làm việc thì quý vị hãy tập trung hoàn toàn vào công việc và khi ở bên ngoài ở bên người thân ấy, thì quý vị hãy để gác chuyện công việc sang một bên những người tuổi dần thì nên dành thời gian cho chuyện tình cảm hoặc là gì, tụ tập với những người bạn. Đấy, quý vị hãy thực hiện một vài cái cuộc giao lưu gặp gỡ, à, nói chung ấy để gia tăng thêm cái hương vị cho cuộc sống. Những cái cuộc gặp gỡ với mọi người cũng rất có ý nghĩa với những người tuổi dần. Quý vị đừng ngần ngại chủ động lên lịch hoặc là gì, à, xét kèo để mà tụ tập nhé. À, thưa quý vị, với cái tư duy đổi mới và cái khả năng lập kế hoạch xuất sắc của các bạn ấy thì các bạn sẽ phát huy được tối đa trong cái giai đoạn này mang lại những cái khoản lợi nhuận nhất định trong cái việc đầu tư kinh doanh cũng như là việc buôn bán đồng thời 6 tháng cuối năm 2024 trong thời gian này cũng nhắc nhở những người tuổi dần nếu muốn kiếm tiền để trả hết nợ nần ấy thì cũng đừng bỏ bê cái việc hợp tác với những người khác vì đây cũng sẽ là cái từ khóa chính và là cái chìa khóa thành công đối với những người tuổi dần Và 6 tháng cuối năm thì nhiều người sẽ gom được cái tiền trả để sạch sạch nợ nần đấy À, và gì mua được nhà lầu xe hơi đất đai thì nhiều vô kể quý vị không phải nghĩ vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ ba Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong 6 tháng cuối năm không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi thân. À quý vị thân mến, cái chuyện làm ăn của những người tuổi thân trong 6 tháng cuối năm nó cũng có những cái bước tiến triển khá là tích cực. À các bạn chăm chỉ cần mẫn làm việc, ngay cả khi mà mọi người xung quanh muốn nghỉ ngơi hoặc là hưởng thụ nên đồng tiền nó chảy vào túi cũng nhiều hơn những người khác. Và bắt đầu từ giữa năm tức là từ 6 tháng cuối năm. Đấy, thì những người tuổi thân sẽ đạt được những cái kết quả đáng chú ý trong sự nghiệp đầu tư có thể nắm bắt được những cơ hội giành được những khối tài sản khổng lồ à, có dân này ăn ở hiền lành nên là cũng dễ gặp được nhiều cái may mắn trong cuộc sống và trong công việc các bạn luôn có thể là nhận được cái sự giúp đỡ hỗ trợ từ những người tốt đấy vào những cái thời điểm quan trọng và trong cái thời gian 6 tháng cuối năm 2024 năm gấp thìn nhờ được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ lại thêm một số cái cắt tinh hội họp đấy À, dù vẫn là cái hạn cuối của năm tam tai nhưng mà ấy, cái sau tháng cuối năm cũng được coi là một cái thời điểm phát triển mở ra cái nhiều cái cơ hội mới cho những người tuổi thân đấy cái cát khí nó đang thắng thế một khi mà bỏ ra công sức thì ắt sẽ thu về được những thành quả như ý muốn dù cũng phải gặp không ít những khó khăn những thách thức thậm chí là đôi khi ấy, à, trong quá trình cố gắng đưa số còn tìm ra cái năng lực tiềm ẩn của bản thân nữa và có sự đột phá ngoạn mục ngỡ ngàng à, của của nhiều người À, nói chung ấy trong 6 tháng cuối năm thì hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều cái thành công lớn hơn à, kết giao được nhiều bằng hữu tốt làm công việc gì thì cũng được thuận lợi à, các bạn thậm chí còn được quý nhân giới thiệu cho những cái cơ hội làm việc đáng quý à, những người mà đi theo con đường công danh thì cũng dần dần khẳng định được cái vị thế của mình trong khi đó những người trẻ tuổi thì cũng tìm ra được cái hướng đi thích hợp để phát triển bản thân luôn hăng hái khi mà thực hiện những cái nhiệm vụ những cái công việc quan trọng sẽ khó tránh khỏi những cái khó khăn hay là những cái thách thức nhưng cuối cùng thì vẫn đạt kết quả ngoài cái sự mong đợi. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi tuổi thân trong thời gian này cũng được gia tăng mạnh mẽ. À, thành tích tốt cho công việc cũng sẽ giúp các bạn gì thu được một khoản hoa hồng, một khoản thưởng, một khoản lợi nhuận à, nói chung là tương đối là lớn, không hề nhỏ. Với những người làm kinh tế thì đây là một cái thời điểm thích hợp để quý vị ký kết hợp đồng, mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh. À, dù vất vả nhưng mà các bạn sẽ thu được một khoản lời lãi đáng kể, đáng mừng hơn là một vài người còn đại phát tài nhờ vào những trò may rủi, một số người thì có cơ hội là trúng số đổi đời hay là gì đầu tư thì thu được một cái lợi nhuận cực lớn. Đó. à, bên cạnh đó cái vận trình nhân duyên của quý vị trong thời gian này cũng khá là tốt, đào hoa thì nó phơi phới. Đó. À, những người độc thân thì được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, thậm chí là chính bạn còn trở thành cái đối tượng nổi bật trong tập thể và được nhiều người săn đón. Chỉ cần các bạn có con mắt tinh đời thì dễ tìm được cái người phù hợp còn với những người đã lập gia đình ấy, thì vợ chồng các bạn luôn tương đối là hòa thuận các bạn biết thấu hiểu cho nhau tuy nhiên cần phải chú ý đến cái nguy cơ kẻ thứ ba nó rình rập cũng không nên buông thả bản thân về mặt sức khỏe thì trong thời gian này những người tuổi thân ấy nhìn chung ấy, sẽ duy trì được một cái sức khỏe ổn định ít bị ốm đau bệnh tật hay là mắc những cái bệnh nghiêm trọng quý vị hãy duy trì cái lối sống điều độ để cơ thể luôn được khỏe mạnh nhé tránh làm việc quá sức hoặc là tránh dùng những đồ kích thích quá nhiều khi gặp chuyện căng thẳng thì cũng đừng ngại trao đổi với mọi người xung quanh để giúp đỡ kịp thời. Những người tuổi thân ấy, càng vô tư, càng bớt suy nghĩ thì lại càng may mắn và nhanh trả sạch nợ nần trong 6 tháng cuối năm. Đấy. À, dự kiến là năm 2024 ấy, quý vị sẽ trả sạch nợ nần và cái năm 2025 năm Tỵ sẽ là một cái thời điểm mà quý vị đón được cái vận khí cắt lành và thu được bạc tỷ về tay. Đấy. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp giúp cho cái vận trình của quý vị nó được khanh thông toàn vẹn thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ tư À, kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp trả sạch nợ nần đấy trong 6 tháng cuối năm. Đấy, vận đỏ như son tiền bạc thì nó cũng ùn ùn kéo đến, đó là những tuổi sau. À, một là những người tuổi dậu thì 6 tháng cuối năm vẫn được cục diện là thìn dậu nhi hợp nó tương trợ, cái vận may nó vẫn ùn ùn kéo đến. Thứ hai là những người tuổi tí thì được cục diện là thân tí thìn ở tam hợp đúng không ạ? Thứ ba là những người tuổi dần được dần mão thìn ở tam hội. Và thứ tư là những người tuổi thân vẫn là được cục diện thân tí thìn tam hợp đây là bốn quân giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên à, sẽ có cơ hội trả sạch nợ nần sau một đêm à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn